Giáo sư Nguyễn Tài Thu, người được mệnh danh là ông vua châm cứu, bàn tay vàng của nền châm cứu Việt Nam, đã qua đời gần 5 giờ sáng ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, hưởng thọ 91 tuổi. Ông là giáo sư bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực đông y, đặc biệt là châm cứu chữa bệnh. Năm 36 tuổi, giáo sư Nguyễn Tài Thu đi sâu nghiên cứu châm cứu, sau đó gây dựng Hội Châm cứu Việt Nam và đây chính là nền móng cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương ngày nay. Với hơn 500 lớp học truyền nghề cho cả quân y, dân y trên nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, giáo sư Nguyễn Tài Thu đóng góp cho nền y học cổ truyền, khối tài sản, giá trị trường tồn. Giáo sư là tác giả của hàng chục cuốn sách về châm cứu và lý luận đông y như Tân Châm, Thủy Châm, Nhĩ Châm, Điện Châm. Đây chính là cẩm năng nghiên cứu học tập cho hàng ngàn y bác sĩ hiện nay. Kỹ thuật châm cứu và châm tê cai nghiện ma túy của giáo sư được Bộ Y tế cấp phép triển khai, tỷ lệ cắt cơn hơn 90% và được giới thiệu đến gần 50 quốc gia khác nhau. Hay phương pháp điện châm gây tê cho phẫu thuật của giáo sư đạt hiệu quả 98,3%, được thực hiện 100.000 ca mổ. Đặc biệt, trường phái Tân Châm do giáo sư Nguyễn Tài Thu khởi xướng sử dụng kim dài châm xuyên huyệt theo đường kinh lạc, hiệu quả chữa bệnh gấp nhiều lần so với trường phái khác và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh cấp và mãn tính như thần kinh tọa, rối loạn tiền đình, đau đầu, mất ngủ, tai biến mạch máu não, cắt cơn cho người bệnh ma túy, chữa bệnh béo phì, rối loạn thần kinh thực vật, hen phế quản. Ông từng chia sẻ, châm cứu là phương pháp điều trị y học cổ truyền không tốn kém chi phí, không đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, mang đến hiệu quả cao, điều trị nhiều bệnh lý cấp và mãn tính. Giáo sư Thu và các đồng sự cũng đã đi Pháp, Nga và nhiều nước giảng dạy, thành lập cơ sở dữ liệu điều trị châm cứu, làm giảng danh lĩnh vực châm cứu của Việt Nam. Với những thành tựu và công sức nghiên cứu ứng dụng, giáo sư Tài Thu được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động của Việt Nam. Ông cũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam. Nhiều người nể trọng phong tặng giáo sư Nguyễn Tài Thu là cây kim vàng, ông vua châm cứu, thần kim.